là thế lực cuối cùng trở lại series tướng mạnh nhất của các thế lực trong thế giới Liên Quân. Cung điện ánh sáng luôn là khu vực mạnh của chiến trường Athanon. Đồng dạng nơi đây cho thấy sự xáo trộn mạnh nhất. Những cái tên của tháp công minh cách đây S làm 4 năm ấy, nhà Raudel, Idumia, John, Zina, đa phần đã mất đi vị thế và sức mạnh hiện tại khi bị các vị tướng khác thay thế ở vị trí hàng đầu trong giải và rank. Vậy thì các vị tướng nào đang chiếm ưu thế và sức mạnh đáng gờm nhất? Quét tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Hè tới rồi, săn sale tiên di thôi. Giảm nhiệt mùa hè, tiên di shop khuyến mại ngay 50% giá trị thẻ cao. Nhận ngay tiền khuyến mại khi truy cập shop. Muốn đi Liên Quân chưa bao giờ rẻ như lúc này. Chỉ từ 80k, bạn đã có được Liên Quân ưng ý. Ngoài ra, shop còn cho ra mắt gói mini game mùa hè với tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ cao cho anh em. Chỉ với 20k, cơ hội có ngay 5.000 quân huy về tài khoản liền tay. Nhanh tay truy cập tiên di shop.vn, shop chính chủ duy nhất của tiên di để giảm nhiệt mùa hè thôi nào. Thứ nhất, Airi, sinh ra tại đảo Sương Mù, con nàng là truyền nhân mới nhất của dòng tộc ninja cổ xưa có tên là Rồng Phương Đông. Khi vừa khốn mang xâm chiếm thế giới, Airi dẫn dắt các đội ninja đến cung điện ánh sáng để cứu viện. Ở giải Airi, nhiều đội lựa chọn làm sát thương chủ lực về dạng sau bởi khả năng gây cái lượng sang chuẩn lớn, kèm đó là khả năng càn lướt bắt chủ lực tốt cho tranh. Con nàng có thể dùng để counter sát thủ dồn đa một nhịp đang khá ổn ở mấy tại tại như bọn Tulen nè, Vinax. Miễn là anh em dùng chiêu đúng thời điểm, hoàn toàn có thể ao nhây và đưa địch lên bảng đến số ngược lại. Khi chơi Airi, anh em hạn chế là con bài mở tranh vì thường cái lối trang bị của nàng này là full đam. Vì vậy, nếu các bạn mà đi đầu ấy, chẳng may ăn một quả hiệu khống chế dạng choáng, hất tung hay là hôn gió kiểu không kịp bật chút cuối là các bạn bốc hơi ngay. Có thể đi ổn cả rừng và top, nhưng vì đầu game hơi yếu nên các bạn nếu đi rừng ấy cần đồng đội chăm sóc kỹ càng hơn, cũng như hai cánh ấy nó phải đủ mạnh để có thể đè cái địch. Ví dụ Airi rừng ấy phải có trợ thủ phụ kiểu như bọn Wonder chẳng hạn, thì khi đó các bạn có thể dễ chơi. Ở rank, dù Airi ở đoạn đầu yếu nhưng không thể ôm khư khư trong rừng hoặc là trụ đường, vẫn phải đi gank, nhưng tất nhiên chỉ là kẻ vào sau dọn dẹp chiến trường thôi. Những vị tướng mạnh ở đoạn đầu và giữa như kiểu Wonder nè, Victor, Rodion, Joker, Elsu sẽ là bàn đạp cực tốt để Airi có thể yên tâm ôm lết nhé. Chúng ta dùng hiệu ma chú hòa luyện kim nâng mắc chiêu 1 đều để cấu rỉa cho phê. Cho Airi chúng ta vẫn phải xoay quanh chiêu 2 và tận dụng chiêu 1 trúng càng nhiều tư địch càng tốt. Nếu mà các bạn trúng nhiều tư địch ư, không cần chiêu cuối vẫn có thể chơi sòng phẳng nhé. Thứ hai, Aoi là một con lai. Khi mẹ cô là Juna, hậu duệ quý tộc của vương quốc Okka, cha là Jun, một ninja của đảo Sương Mù. Cô là một trong thành viên của đội ninja được dẫn đầu bởi Airi để tiến đến cung điện ánh sáng để chi viện. Ở giải Aoi được giới chuyên môn đánh giá con bài rất đa năng, có thể đi cả đường tà thần và đường rừng, nhưng chủ yếu vẫn là đi rừng nhé. Với mọi kèo rừng, Aoi đều có thể xử lý tốt và tùy theo kẻ địch mà biến đổi cái lối trang bị của bản thân. Ví dụ gặp kẻ địch nhiều đấu sĩ ấy, thì phải có dìu Devil Time, còn nhiều màu giấy thì đương nhiên phải chơi kiếm chuồn để có thể xúc đam nhanh chóng. Địch phép mạnh chúng ta lựa chọn ngay là Hunter Joy. Kẻ địch quá châu ư thì kết hợp thương long và kiếm phân nia chém kẻ địch gây phần trăm máu cực kỳ phê nhé. Ở giải tuyển thủ sẽ lựa chọn lối đu dây đơn giản hiệu quả thay vì kiếm highlight như ở trong đanh. Với hai lần đu dây mắc tầm ấy thì các vị tướng xạ thủ hợp meta của giải đấu như bọn Lavi, Thon, Capri và ngay cả sử dụng cung tà ma cũng khó lòng có thể chạy thoát dưới móng vuốt của cô nàng. Có hai dạng tướng cơ bản khá hợp với Aoi, đó chính là băng xả tranh mạnh như kiểu Rorion, Zata, Aiza, Vedet hoặc là gây hiệu ứng khống chế giúp Aoi có thể dồn đam kẻ địch như là Arthur, Lavi. Chúng ta dùng hiệu ma chú nè, nâng mắc chưa một bổ trợ trị hoặc là bục phá khi bạn đi đường nhé. Aoi là một tướng rất tuyệt vời, đảo ganh nhanh chóng, nên tin chắc rằng nếu các bạn luyện tập tốt ấy, rank có thể chơi thoải mái. Đặc biệt ở rank có cấm đâu anh em, luyện tập ngay đi, chờ gì nữa. Thứ ba, Tachi là Han Solo đời đầu của đảo Sương Mù và là phân thân của Thái Cổ Thần Long, chống lại sinh vật biển sâu và là ký ức nghìn năm giữa các ninja của đảo Sương Mù và tháp công binh. Tachi ở đảo Sương Mù bảo vệ hàng trăm năm, nhưng sau khi hồn phách bị xé nát do cuộc nổi loạn từ Hete, Tachi phải đi khắp nơi tại Athanon để kiếm biện pháp khôi phục lại long hồn, và một trong số đó là cung điện ánh sáng. Hiện tại Tachi có phần lép vế hơn so với bọn trợ thủ, khả năng gây ứng khống chế mạnh để thể ever tranh như là Omen nè, Badum, Rumbua. Và nếu trong rank ấy, khi pick Tachi, 96,69% sẽ đi trợ thủ. Nhưng ở giải nhá, Tachi lại là con tướng mạnh ở cả khu vực rừng và có thể đi top cơ nếu các bạn gặp kèo thơm. Khi được pick dù vị trí nào thì nhiệm vụ Tachi là khép góc chủ lực địch, nhà chống chịu cái lượng sát thương lớn, đặc biệt là với chút cuối, thay vì chỉ cover trong đội nhé. Khả năng gây ứng của Tachi là hạn chế, dù có 90% làm chậm từ chút cuối, không đủ dùng đâu anh em. Nên nếu các bạn không đi rừng để auto của bùa đỏ thì các bạn phải cân nhắc tới áo băng hoặc là dìu yoga để có thể khắc phục yếu điểm này. Tachi sẽ mạnh nhất đó chính là ở trạng thái khai mở phong ấn, khi đó anh em có thể liên tục gây lượng sang chuẩn, ưu tiên là khai mở phong ấn bằng chiêu 1, chiêu 2 và đòn đánh tay nhé. Vì vậy nếu không cần dùng để né đi hiệu khống chế hoặc là cần đam giết điểm mục tiêu thì các bạn đừng có vội gồng chiêu 1 nhé, bởi vì gồng xong ấy gặp tướng cơ động là chịu thua. Luôn tận dụng mục tiêu nhà rồng nè, tà thần để thể khai mở phong ấn, lại có thể vừa hồi máu cho bản thân và đồng đội, cấu máu để kẻ địch cực khỏe luôn. Đặc biệt các bạn đi trợ thủ và top ấy phải vận dụng rồng và tà thần liên tục nhé. Giải khai phong ấn, khô máu lập tức, các vị tướng có những khống chế kèm cái lượng sức tốt cho bọn Rorion nè, Chrissy, Wonder, Vedet
thể kết hợp với Tai Chi đều để càn lướt mạnh mẽ ở giao tranh. Chúng ta sử dụng mộc sát nè, nâng mắc chưa một bổ trợ trị hỏa tốt biến nhá. Các bạn thích cầm Tai Chi đâu nào? Đi rừng slow hoặc đi trợ thủ. Thứ tư, Tulen. Được chính Idomir dùng trận pháp cổ xưa để triệu hồi ra, và Aether là sư phụ của hắn ta. Nhưng Aether không hề thích Tulen vì biết hắn ta một ngày ấy, Tulen sẽ đoạt đi mọi thứ mà hắn ta đang có. Và sau khi Aether ra đi, Tulen đã nắm giữ vương tọa của hắn và giành kẻ thù không đội trời chung. Và vào đánh, nếu bạn đối đầu Aether, Tulen dí chục cuối vào Aether sẽ gây thêm cái lực sang chuẩn. Sở dĩ Tulen được dùng ở giải bởi giai đoạn đầu và giữa game ấy, nhiều tốc độ dọn lính nhanh của mình. Việc có thể farm lính và quái nhanh chóng rồi đi gank sớm là điều quá ưu thế. Sau đó kết hợp chữ cuối để câu máu, buộc kẻ địch phải về, hoặc là trực tiếp tiến lên bảng điểm số, sau đó ăn rồng và tà thần, hoặc là trụ để thể gia tăng lợi thế. Anh em nhớ nhé, đi mid để mid kẻ địch không đầy máu khi đi gank làm cái lợi thế, hoặc là cho kẻ địch về nhà hồi máu đầu game là quá thành công rồi. Làm vậy kẻ địch ấy sẽ mất đi một lượt gank ở giai đoạn đầu game, chứ các bạn không nhất thiết phải hạ kẻ địch đâu. Vì là pháp sư nên ở giai đoạn đầu và giữa game kẻ địch chưa có nhiều món kháng phép khủng, nên với cách biệt và lượng tiền kèm theo đồng đội phụ đam ấy, Tulen hoàn toàn có thể làm ảo thuật và khiến kẻ địch lên bảng điểm số. Sự khác biệt giữa Tulen ở rank và Tulen giải đấu không phải về cái lối trang bị hay đi rừng hoặc là mid, mà là cách dùng chiêu cuối. Nếu như ở rank các bạn thường dùng chiêu cuối để có thể kết thúc chuỗi combo nhằm làm đam kết thúc hoặc là KS ấy, thì ở giải tuyển thủ họ không hề thích chiêu cuối để có thể câu máu kẻ địch đâu. Tuy nhiên mạnh mẽ là vậy, Tulen lại cần áp sát để có thể gây tối đa thương. Vì vậy, nếu bạn muốn hạn chế sức mạnh của Tulen ấy, để tận dụng các vị tướng khả năng cấu điểm máu từ xa kiểu bọn Christina, Lidiana, Jue, John để làm Tulen yếu máu và không dám áp sát, khi đó khả năng gây sát thương sẽ bị giảm đi đáng kể. Hoặc là mấy con bài chơi kiểu bọn Skirt băng cà nè, Tulen có thể kết hợp các vị tướng sốc đam và cấu điểm như bọn Kinnak, Zuka, Elsu, Jue để có thể làm bàn đạp để Tulen nhanh chóng hạ gục và liên tiếp những lần chiêu cuối sau đó. Chúng ta sử dụng thần quang hỏa thánh thuấn, nâng mắc chiêu 2 bổ trợ trị hỏa tốc hành nhé. Thứ năm, Lavi. Vốn sinh ra ở nghị viện liên bang tại vùng Maider, nhìn thấy sự khổ cực của mọi người xung quanh, anh chàng này quyết đứng lên lấy lại công đạo. Và sau khi đại náo sòng bạc 2 ngày, anh chàng này đã bị cung điện ánh sáng bế đi. Chủ sòng bạc đó không ai khác là Gidu. Mặc dù lúc đầu với lời mời tham gia cung điện ánh sáng không được Lavi quan tâm cho lắm, thậm chí là cự tuyệt, nhưng sau khi bị thuyết phục bởi thứ nhất là tiền lương nè, kèm các ưu đãi khác, Lavi đã thay đổi và đồng ý gia nhập cung điện ánh sáng. Nếu so với vị tướng xạ thủ khác thì Lavi ở đoạn đi đường kém hơn nhiều, tuy nhiên là con bài có ảnh hưởng lớn đến thế trận của trận đấu. Đầu tiên là hắn ta thể vận dụng chiêu cuối với phạm vi toàn bản đồ và thời gian làm choáng cực kỳ lâu, tỉ lệ thuận với khoảng cách, giúp đồng đội có thể dồn đam rất tốt. Và ở trang lanh tuy có thể làm điều tương tự nhưng hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể vì các bạn thiếu chính là khả năng ca team, đặc biệt ở rank đơn nhé, dẫn đến kiểu là đồng đội chiêu hồi chiêu thì các bạn bắn chiêu cuối rồi. Thêm nữa, vì cái cơ chế bắn cùng lúc nhiều mục tiêu nên Lavi không cần thiết phải lớn lên gây nguy hiểm cho bản thân, mà các bạn chỉ cần giữ khoảng cách an toàn sau đó xả đam mà được. Ngoại trừ Badum này, Aether, Arum thì các hiệu ứng khống chế thông thường đều dễ dàng bị Lavi né đi, khi đó thể kèm theo tốc biến hoặc là cung tà ma để thể ao nhây kẻ địch khi ý định bắt vào nhé. Các vị tướng có khả năng bồi hiệu ứng khống chế cũng nhờ đánh xoay quanh Lavi mạnh thì hình như bọn Lubo này, Badum, Rodion, Chrissy. Chơi Lavi thực chất khó nhất là ở chiếc cuối, mở gank đừng có lãng phí nhé, mà chỉ nên bắn những vị trí đồng đội gank vào hoặc là có đam hạ gục. Điều các bạn cần làm là giữ vị trí bắn và sử dụng chiêu 2 đúng thời điểm để né đi khống chế hoặc là lượng đam cần thiết. Chúng ta sử dụng hiệu tinh linh, nâng mắc chiêu 1, bổ trợ tốc biến hỏa tốc hành nhé. Với một lực lượng đông đảo của tháp công binh, anh em có thể thấy 5 vị tướng mà S gửi tới đều là những vị tướng mạnh ở tier 1 của game. So sánh với khu vực khác thì chiếm quá nhiều ưu thế. Vậy thì anh em thích khu vực nào nhất và khu vực nào theo anh em là mạnh nhất, bình luận dưới video nhé. Đây là video khép lại series các vị tướng mạnh nhất tại thế lực của Athenon Thế Giới Liên Quân. Anh em nào chưa xem ấy có thể xem phần còn lại ở phần mô tả nhé. Nhớ vào kênh các bạn nhé. Nếu các bạn là người mới xem kênh của Trải Game ấy, đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ TNG và nhận các video mới nhất nhé. Come on.